Em mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và vui khỏe. Hôm nay, Heo chia sẻ cách làm kem chuối vừa ngon, vừa đơn giản lại tiện lợi mình để được lâu. Kem chuối ăn thì rất là mềm và dẻo luôn. Và đây là nguyên liệu của heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm với heo nha. Trước tiên, Heo sẽ đi nấu nước cốt dừa. Heo cho vào nồi 800ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa heo để trong tủ lạnh cho nên nó hơi bị đóng váng xíu. Không sao, mình nấu nó ra trơn à. Heo cho vào đây 50g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối, 20g bột bắp và 20g bột gạo, 100ml sữa đặc. Heo không ăn ngọt nhiều, với lại chuối cũng ngọt rồi, cho nên heo cho đường và sữa ít. Nếu cả nhà thích ăn ngọt thì mình tăng lượng lên nha. Xong rồi, bây giờ heo sẽ khuấy cho đường và bột tan ra. Bột bây giờ đã tan rồi, heo sẽ cho vào đây một ống vani. Nếu cả nhà có vani dẫn nước thì mình cho vào cũng được nữa. Heo cũng khuấy đều cho vani hòa với nước cốt dừa. Xong rồi lúc này heo sẽ cũng mở lửa nhỏ. Mình sẽ khuấy cho đến khi nào mình thấy nước cốt dừa của mình có độ sánh kẹo là được. Heo khuấy được một xíu thì bây giờ nước cốt dừa của heo đã bắt đầu có độ sánh kẹo rồi nè. Cả nhà nhớ là mình mở lửa nhỏ, mình đừng mở lửa cao nha, sẽ bị khét cái đáy nồi á. Phần bột nước cốt dừa sữa như vậy là được rồi. Giờ heo sẽ đi giã đậu phộng ra. Đây là 100g đậu phộng heo đã rang sẵn. Heo sẽ cho vào túi và heo sẽ giã ra bể 2, bể 3 là được, không cần nhuyễn quá. Giã đậu phộng này heo nhớ câu nói của ngoại á: thương nhau cao bổ làm 3, ghét nhau hạt é bổ ra làm 10. Còn đây heo giã đậu phộng không có liên quan gì trơn á, nhưng mà heo nói cho vui á. Đậu phộng heo giã như vậy là được rồi. Giờ thì heo sẽ đi lột chuối nha. Hôm nay heo sẽ làm với 8 trái chuối, tương đương với 800g. Chuối này chuối sim đen á, heo để cho chín mùi luôn, mình làm kem chuối ăn mới ngon. Chuối xong, heo cũng lấy hết sợi chỉ ra, tại vì để sợi chỉ này nè, khi mà mình làm kem á sẽ bị đen á. Lấy chỉ xong rồi, giờ heo sẽ cắt chuối ra thành từng khoanh tròn. Heo sẽ cắt lớn một xíu như vậy, khi mình làm kem, mình ăn ngay miếng chuối á, vị chuối vẫn còn nguyên, rất là dẻo ngon. Heo thì cắt tròn, nếu như cả nhà thích cắt xéo, cắt dọc, như thế nào cũng được hết trơn nha. Giờ heo sẽ tiếp tục cắt cho hết phần chuối còn lại. Nhìn chuối ở ngoài cái vỏ nó xấu xấu thâm thâm, nhưng mà ở trong ruột rất là vàng ngon luôn. Chuối sim đen này được cái thịt nó rất là chắc. Chuối heo cắt xong hết rồi, giờ mình chuẩn bị đi làm kem chuối nha. Và đây là tất cả nguyên liệu để làm kem chuối. Và dụng cụ hôm nay heo làm kem chuối đó là những cái ly giấy này nè. Ly này heo mua ở Bách Hóa Xanh, rất là rẻ luôn. Mình làm bằng ly giấy này á, ăn cảm giác rất là ngon và bắt mắt nữa. Giờ thì mình bắt tay vào mình làm nha. Heo sẽ lấy cái phới lòng ra và để cái giá vào đây múc cho dễ. Xong rồi heo sẽ lấy cái ly giấy, mình múc một tí xíu bột, nước cốt mình để ở dưới. Cách làm dễ lắm. Xong rồi á, mình cũng sẽ để cái miếng dưới ở mặt đáy ly nè. Rồi mình tiếp tục sắp lên vài miếng nữa. Sắp chuối này thì mình sắp theo tùy thích của mình nha. Mình sắp như thế nào miễn mình thấy ăn ngon là được. Xong rồi heo sẽ múc lên một miếng nước cốt nữa. Vừa thấm 3 miếng chuối thôi à. Rồi heo sẽ để dừa sợi vào. Phần dừa sợi này á, khi mình ăn nó sẽ rất là giòn. Rồi heo cũng để một tí đậu phộng lên. Tiếp tục thì heo sẽ rót nước cốt lên. Mình sẽ rót ngập mặt chuối luôn. Rồi bây giờ heo cũng sẽ để một miếng chuối ở trên mặt, gấp một vài cọng dừa sợi nữa. Mình thích ăn nhiều mình để nhiều, còn mình ăn ít thì mình để ít nha. Xong rồi chỉ cần rải đậu phộng lên trên mặt. Vậy là xong rồi. Vậy là mình đã có một ly kem chuối rất là ngon và bắt mắt. Rất là nhanh và đơn giản đúng không cả nhà? Heo sẽ làm cho hết phần còn lại nha. Và đây là phần kem chuối heo đã làm xong. Tổng cộng được 10 ly luôn. 10 ly đầy ẹt luôn á. Mà cái ly này không có nắp,
Cho nên bây giờ Hè sẽ lấy màng bọc thực phẩm để mình đẩy cái ly kem của mình lại nha. Mình chỉ cần cắt một miếng màng bọc thực phẩm nhỏ thôi, vừa với lại cái mặt ly là được rồi. Mình sẽ ốp cái màng bọc thực phẩm cho nó kín cái miệng ly. Như vậy là xong rồi nè, rất là dễ luôn. Rồi bây giờ Heo cũng sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc cho hết những cái ly kem của mình nha. Kem Heo đã bọc màng bọc thực phẩm lại hết rồi, bây giờ Heo sẽ cho vào ngăn đá. Cái ly giấy này thí dụ như mình muốn ăn ngon liền á thì khoảng 6-7 tiếng mình ăn là được, không ấy mình để qua đêm ăn rất là ngon. Rồi bây giờ thao tác cuối cùng của mình là cho vào ngăn đá tủ lạnh và chờ nó đông lại mình ăn thôi. Và đây là kem chuối của Heo, Heo đã để đông cứng lại rồi nè. Lúc mới lấy ra nó hơi phủ tuyết ở trên màng bọc thực phẩm, nhưng mà lấy ra tí xíu à là nó tan hết trơn rồi. Kem của mình nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ Heo sẽ lột màng bọc thực phẩm ra. Lột màng bọc thực phẩm ra rồi, nhìn ly kem chuối rất là ngon. Mà được cái nãy giờ Heo lấy ra ngoài á, tầm khoảng 2 phút là kem chuối nó tự tách ra luôn nè. Giờ Heo sẽ lấy dĩa và cho ly kem ra dĩa, cắt cho cả nhà xem nha. Chứ để trong ly cả nhà không thấy được độ dẻo của kem. Kem rất là dễ tróc luôn. Heo để gần lại xíu cho cả nhà dễ xem nha. Rồi bây giờ Heo sẽ lấy cái dao chẻ ra. Ồ, kem rất là dẻo luôn. Rồi Heo cắt được rồi. Nhưng mà Heo quên nữa, kem màu trắng Heo để vỗ dĩa màu trắng cho nên hơi khó thấy. Heo để gần hơn chút nữa cho cả nhà xem nha. Giờ Heo sẽ cắt nhỏ ra nữa. Kem của mình rất là dẻo và mịn luôn. Heo để gần hơn chút nữa rồi nè cả nhà, thấy có rõ không? Kem rất là mịn, không có bị rỗ, cũng không có bị dâm đá nữa. Chuối thì nó vàng ươm, nhìn rất là ngon. Heo sẽ cắt nhỏ ra nữa để mời cả nhà nha. Kem chuối này á, trời nắng nóng ăn cũng rất ngon, nhưng mà trời lạnh á, mình ăn vào mình cảm giác như mình đang ở Sa Pa luôn á. Heo giỡn á, Heo mời cả nhà dùng với Heo nha. Cảm giác chưa nói được, Heo phải ăn thêm miếng nữa mới nói được. Heo mời cả nhà miếng nữa nha. Cảm nhận đầu tiên ăn miếng kem chuối vô là mát lạnh luôn. Và vị béo của nước cốt dừa nè, giòn giòn của dừa sợi, dẻo dẻo của miếng chuối và bùi bùi của đậu phộng, rất là ngon. Giữa trưa nắng nóng mà có ly kem chuối này ăn vào thì rất là mát. Còn nếu như các bạn thích cảm giác Đà Lạt á, thì mình vừa trùm mền mình ăn kem cũng ngon nha. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà một món kem chuối vừa ngon, cách làm thì rất là đơn giản luôn. Cả nhà hãy làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món kem chuối nha.